Xem đội tuyển quốc gia Việt Nam trên VTV. Như có 3 điểm trước đội tuyển Malaysia thì đội tuyển Việt Nam gần như sẽ chắc suất giành vé đi tiếp với ít nhất là một trong hai vị trí dẫn đầu bảng. Một trận đấu mà cả hai đội đều quyết tâm để giành chiến thắng. Đội tuyển Việt Nam của chúng ta với vị trí như hiện tại chỉ cần có được một điểm, một trận hòa ở trận đấu này là sẽ chắc chắn kết thúc vòng đấu bảng của bảng G ở vị trí của một trong hai đội dẫn đầu. Chúc mừng đội tuyển Việt Nam một lần nữa. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin cảm ơn các vị khách mời. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.